Xin chào mừng quý vị đến với kênh Channel Hasuko ZA. Quý vị ơi, hôm nay là tối thứ 6 thì gia đình của Hasuko hôm nay đi ăn món Hàn Quốc. Món ăn Hàn Quốc là món ăn Hasuko rất là thích. Hasuko rất là thích ẩm thực Hàn Quốc và cũng mong có một ngày nào đó sẽ trở lại Hàn Quốc. Hàn Quốc rất là tuyệt vời, món ăn đường phố, rồi ẩm thực Hàn Quốc và khung cảnh Hàn Quốc, thời trang Hàn Quốc. Mình là một fan của Hàn Quốc đấy quý vị, phim ảnh Hàn Quốc nữa. Nói chung là mình rất thích Hàn Quốc. Và bây giờ mời quý vị đi ăn tối với gia đình Hasuko nhé. Đây là món ăn Hàn Quốc đấy quý vị ơi. Tối ngày hôm nay Hasuko ăn món nướng Hàn Quốc. Nói tới Hàn Quốc, chắc chắn chị em phụ nữ chúng ta đều thích Hàn Quốc đúng không ạ? Thích từ phim ảnh, rồi quần áo, rồi ẩm thực. Và quý vị ơi, ở Mỹ này rất là nhiều nhà hàng Hàn Quốc và có cả một siêu thị Hàn Quốc nữa quý vị. Đúng là Hoa Kỳ là hợp chủng quốc Hoa Kỳ, rất là nhiều sắc dân sắc tộc ở đây. Và chợ Hàn Quốc bán đồ cũng rất là nhiều món ngon, nhiều rất là nhiều rau rồi món ăn Hàn Quốc. Và quý vị ơi, Hasuko cũng đã có dịp đi Hàn Quốc một lần rồi. Ẩm thực của Hàn Quốc rất là tuyệt vời. Nhà cửa thì thực sự là vì mình đi du lịch thì mình đến thành phố, cho nên là nhà cửa thì nó nhỏ nhỏ chứ nó không có lớn như ở Mỹ. Nhưng mà mọi thứ được sắp đặt cũng rất là gọn gàng, sạch sẽ và hiện đại. Rồi ngày hôm đó là Hasuko đi cái chợ gì mà tự dưng nói bây giờ lại quên. Nhưng mà lúc đó là cái dịp gần Noel đó quý vị. Cái chợ người ta bán đồ, những cái đồ ăn vặt ấy, nói chung là rất là tuyệt vời. Cho nên Hasuko cũng rất hy vọng được một ngày nào đó quay trở lại Hàn Quốc. Hasuko rất là thích cái thành phố Hàn Quốc vì có rất là nhiều thứ để chúng ta khám phá. Cũng có thể là chúng ta thích Hàn Quốc qua phim ảnh. Đó, cái chuyện phim ảnh nó bia cho một đất nước rất là tuyệt vời quý vị. Quý vị nhớ những cái cách đây mấy chục năm trước là phim Hàn Quốc đổ bộ vào đầu tiên là phim Mối Tình Đầu đúng không quý vị? Rồi tất cả chị em đều sốt lên vì phim Hàn Quốc. Rồi một thời gian sau thì đổ bộ vào nào thì thời trang, nào thì quần áo đúng không quý vị? Đây, trở lại món ăn một chút, quý vị thấy món nướng có hấp dẫn không quý vị ơi? Và quý vị ơi, Hasuko rất là thích cái phong cách phục vụ của người Hàn Quốc nha quý vị. Kim chi, quý vị có thấy không? Kim chi, Hasuko rất là thích kim chi. Và thích mực nướng, đó là những cái món Hasuko thích. Và quý vị ơi, cái phong cách phục vụ của người Hàn Quốc ấy cũng rất là tuyệt vời. Họ có cái gì đó nó niềm nở mà nó rộn ràng lắm. Chút xíu nữa Hasuko sẽ quay trực tiếp một đoạn của một cái chị làm phục vụ trong này. Cái cách của người ta nó rất là rộn ràng. Hasuko đi mấy chỗ khác, mấy nhà hàng khác rồi cũng vậy. Cách phục vụ làm cho mình cảm thấy rất là dễ chịu quý vị ơi. I love you so much. I love you so much, you guys. Thank you. Rồi tiếp theo đây là một món lẩu tại gia theo phong cách Hasuko. Quý vị ơi, món lẩu này tổng thiệt hại có 20 đô thôi quý vị. Đó, quý vị thấy có nấm không? Hasuko mua ở chợ Việt Nam đó quý vị, chợ châu Á chứ. Tôm thì khoảng 6 đồng. Đó, thì nhà có 3 người thôi mà quý vị. Và Hasuko cũng mua xương về hầm lấy nước, sau đó mua một cái gia vị nấu lẩu. Nấu lẩu theo cái phong cách là cũng phong cách là lẩu tôm á quý vị. Đó, sau đó là mua rau. Nói chung là tổng thiệt hại tầm 20 đô thôi quý vị. Cho nên giá cả ở thành phố Pflugerville, nơi gia đình Hasuko sinh sống, thì thấy giá cả không có đắt. Một số bạn bè Hasuko nói rằng là sang Mỹ thì rau rất là đắt. Nhưng đắt chắc chỉ là rau muống thôi, chứ rau cải tầm hơn 1 đô, gần 2 đô một bao thì Hasuko thấy không có đắt quý vị ơi. Món lẩu tôm theo phong cách Hasuko. Đó, sắp tới Hasuko đi chợ Mỹ Thành, Hasuko sẽ quay lại giới thiệu chợ Mỹ Thành cho quý vị. Và bún ở đây thì đa số là bún tươi. Nhưng mà thực sự là bây giờ bún tươi ở Việt Nam cũng không an toàn đúng không quý vị? Cho nên chúng ta dùng bún khô, chúng ta nấu lên, chúng ta dùng thì thấy cũng vẫn là rất là hấp dẫn.
Mới đầu sang thì Hasuko vẫn nhớ cái vị bún tươi, nhưng mà thực ra là bún tươi ở Việt Nam bây giờ cũng có nhiều hóa chất hàn the, cho nên nhiều gia đình cũng đã có lựa chọn cái phương pháp là bún khô nấu lên đó quý vị. Thật là hấp dẫn đúng không quý vị? Cho nên ở Mỹ nếu như chúng ta chịu khó đi chợ nấu ăn thì chi phí về sinh hoạt, về ăn uống trong gia đình không có mắc đâu quý vị. Thịt ở Mỹ rất là rẻ, thịt thà Mỹ rẻ lắm quý vị. Và rau cỏ thì Hasuko có thể là thấy là cái nơi của Hasuko là không có, có quá lạnh ấy. Cho nên là rau cỏ thì lúc nào cũng có, chứ chưa bao giờ khan hiếm hết quý vị ạ. Tuyệt vời đúng không quý vị? Ăn lời lẩu bên gia đình thật là tuyệt vời. Ở Mỹ thì văn hóa đi ăn nhà hàng cũng là một cái văn hóa. Và ăn nhà hàng thì chúng ta phải tip nữa. Nhiều khi phải tip thấp nhất là 15%. Và đa số là người ta tip 20% trên tổng cái giá trị hóa đơn. Cho nên đi ăn nhà hàng nó mới mắc thôi quý vị. Rồi tiếp theo đây Hasuko sẽ giới thiệu với quý vị một món ăn đặc trưng của thành phố Hasuko sinh sống. Tại vì tất giật là kế bên Mexico, kế bên Mexico, sát biên giới Mexico, cho nên là nó đã có rất là nhiều món ăn của người Mễ du nhập vào đây. Thực sự là Hasuko nói nhầm một chút, San Antonio mới là thành phố sát Mexico. Thì Hasuko đã đi thành phố San Antonio nhiều lần rồi, đúng là rất là nhiều người Mễ rồi, phong cách món ăn nhà hàng rất là nhiều, cái nó nhìn nó cũng giống như một phần của người Mễ đó quý vị. Tại vì nó sát biên giới Mexico mà, đó là thành phố San Antonio. Và quý vị ơi, đây là một nhà hàng mới mở được 2 tháng nay thôi, cách nhà Hasuko khoảng 5 phút chạy xe quý vị. Mà quý vị thấy rất là đông người đã chờ đợi, quý vị thấy con đường đông không? Đông không? Đông không? Đó, khi đi vào nhà hàng cũng quay khéo khéo chứ nhiều khi cũng rất là ngại quý vị. Nhiều khi gọi là mặt dày đấy, tại vì ở nước ngoài người ta rất là không có thích mình quay người ta nơi công cộng, nhưng mà mình cứ thầm lặng, mình làm trong thầm lặng đó. Đây là một cái buổi sáng chủ nhật cho nên quý vị thấy rất là nhiều người ra ngoài ăn, có nghĩa là họ thư giãn, người Mỹ làm ra làm, chơi ra chơi. Từ thứ hai thứ sáu là họ cày rất là chăm chỉ, làm việc rất là nghiêm túc, rồi cuối tuần thì họ relax, họ tận hưởng cuộc sống đó quý vị. Đó, quý vị thấy không? Mọi người chờ đợi rất là đông. Đây là một cái nhà hàng bán một cái món ăn là taco. Taco thì mới đầu Hasuko đến Mỹ thì thực sự là ở tiểu bang Texas, nơi thành phố Hasuko sống ấy, là có rất là nhiều cái cửa hàng tên là Taco Bell. Mà Taco Bell thì nó rẻ thôi nhưng mà thực sự là không ngon lắm. Đây taco đây quý vị. Nó giống như nó có một cái bánh bột mì ở dưới, sau đó là trong đó là những cái nhân thịt, rồi người ta bỏ phô mai, người ta bỏ cheese hoặc người ta bỏ thêm những cái sốt gì đó. Nhưng mà họ làm cũng rất là đặc biệt quý vị. Họ làm rất là đặc biệt cho nên là khi mà đi ăn taco ở những cái nơi khác á, những cái nơi mà gọi là ngon á, thì nó có đúng là cái vị của nó rất là tuyệt vời. Đó, đây là nhà hàng rất là đông khách và làm cái món taco cũng rất là đặc biệt, hoàn toàn khác biệt với cái thằng Taco Bell. Taco Bell Hasuko không có thích lắm, tại vì nó chúng ta có thể hiểu nó giống như là bánh mì Việt Nam á quý vị. Nó thông dụng như vậy á, nó rất là thông dụng. Cho nên là mình lấy cái khái niệm bánh mì Việt Nam ra để mình so sánh, để quý vị hình dung rằng Taco Bell nó cũng giống như một cái món ăn bình dân, và người ta cũng có nhiều cách để người ta làm thay đổi khẩu vị. Đó, nó giống như bánh mì Sài Gòn. Taco Bell, Taco Bell, Taco Bell.